bác sĩ ở Mỹ có điều trị cho bệnh nhân tốt hơn bác sĩ ở Việt Nam hay không, thì chúng ta cùng đến câu chuyện của chị này nha. Mình ở trong nhà giống như không muốn gặp ai á, kiểu như muốn chết cho rồi. Em sống buồn quá. Chị sống ở đâu? Mỹ hả? Mỹ bang nào? Ở Arizona. Mà nhiều người bạn mình chữa ở Mỹ nó đẹp đâu. Mọi người nghe qua cái câu chuyện của chị, các bạn thấy thương không? Tôi sẽ tóm tắt lại cho bạn hiểu rằng là cái chị này, chị nâng mũi ở Việt Nam, một cái phương pháp nâng mũi là dùng sụn sườn để dựng cái trụ mũi, và cái sóng mũi thì đặt cái Suriform để làm cái sóng mũi. Tuy nhiên là trường hợp chị không may thì sau một cái thời gian thì nó bị kích ứng, có hiện tượng viêm nhiễm, và cái mũi của chị bị ấn đỏ lên. Là đầu tiên phải đến một bác sĩ gia đình, người ta phải điều trị 1-2 tuần, người ta thấy không bớt, điều trị bằng thuốc không bớt, thì bắt đầu người ta mới gửi qua một bác sĩ da liễu. Bác sĩ da liễu á, thì người ta biết là cái này cũng có rồi đó, lúc đó mủ nhiều rồi á, nhưng người ta chích thuốc xong rồi người ta phải lấy cái da là một cái vết sẹo ở mũi này, người ta đi sinh thiết để xem được cái mũi này như thế nào. Rồi sau khi sinh thiết xong rồi cho uống thuốc xong thì mủ càng ngày càng nhiều lên, chảy ra và gây biến chứng, gây hoại tử mô rất là nhiều. Sau đó người ta lại chuyển qua một bác sĩ ngoại nữa, bác sĩ ngoại cho uống thuốc xong hết, lúc đó mới lấy cái sóng mũi viêm ra và bắt đầu mới nạo cho chị. Và người ta lấy theo cái đường rất là xấu luôn, là người ta rạch ở giữa mũi này để lấy cái sóng mũi ra. Còn nếu ở Việt Nam thì các bác sĩ sẽ lấy đường kính ở trong mũi để lấy ra, chứ không rạch giữa này. Tại vì mình lấy kính trong này thì nó đỡ sẹo hơn là cái việc chúng ta rạch ngang mũi vậy đó. Thì sau 3 bác sĩ Mỹ điều trị đó, với uống thuốc Mỹ đó, điều trị y tế Mỹ 3 tháng, thì các bạn nhìn thấy đó, cái mũi của chị biến dạng như vậy. Thì những cái trường hợp này nếu như chị ở Việt Nam thì các bác sĩ sẽ làm một cái tiểu phẫu nhỏ, lấy cái sóng mũi bỏ đi, loại bỏ những cái mô nhiễm trùng, có thể ghép trung bì hoặc không tùy theo trường hợp. Điều trị kháng sinh thì thường nó chỉ khoảng 10 ngày đến nửa tháng thôi là khỏi bình thường, không có vấn đề gì. Đôi khi sóng mũi có thể bị biến dạng này kia một chút xíu thôi, nhưng mà không nổi đến nỗi là quá xấu, và sau này khắc phục lại cũng rất là dễ. Ở đây không phải là bác sĩ Việt Nam giỏi hơn bác sĩ Mỹ, mà vấn đề ở đây là ở Mỹ á, người ta rất sợ kiện tụng của khách hàng. Cho nên là gì? Một cái khách hàng đến khám chữa bệnh, người ta làm đúng cái quy trình chuyên môn của họ và làm từng bước để bảo vệ cái tính đúng, cái tính pháp lý của họ. Thì ở Mỹ người ta kiện tụng rất là nhiều nên người ta rất là sợ. Còn ngược lại ở Việt Nam thì khác, thì các bác sĩ được dạy từ trong nhà trường, mình là bác sĩ là mình phải cứu người rồi, nên các bác sĩ ở Việt Nam á, sẵn sàng làm, đôi khi là làm không đúng quy định để cứu người và để tốt cho khách hàng của mình. Đôi khi người bác sĩ người ta bằng kiến thức chuyên môn, bằng kinh nghiệm, người ta phải đưa ra những cái quyết định để cứu người. Cho nên các bạn thấy là ở ngành y nó có những cái từ là chẩn đoán, hội chẩn. Ngay cái từ chẩn đoán thôi nó đã không chắc chắn rồi, không biết thế nào là đúng là sai rồi. Cho nên là nếu mà chúng ta muốn đúng là chúng ta cứ làm từ từ, làm chậm thì cái sai nó rất là ít, còn làm càng nhanh thì cái sai nó càng nhiều. Tuy nhiên là trong cái cứu người, mà trong chữa bệnh cũng như cấp cứu đi, mà chúng ta cứ chậm rề rề thì thật sự là cứu người nó khó lắm, và nó sẽ dẫn đến rất nhiều cái biến chứng của cái việc chậm trễ này. Cho nên là các bạn hiểu rằng là khi mà chúng ta điều trị bên Mỹ á, thì chúng ta phải chấp nhận một cái sự rất là chậm chạp của y bác sĩ. Không phải là trình độ chuyên môn người ta không có, mà vì ở bên Mỹ nó kiện nhiều quá. Nên là tôi hy vọng là ở Việt Nam mình á, khi mà gặp những cái sự cố y khoa thì chúng ta hãy bình tĩnh chờ cơ quan chức năng người ta xem xét, có hội đồng chuyên môn người ta kết luận, thì chúng ta có thể phản ứng hoặc chúng ta có thể nên ăn y bác sĩ. Nên trong cuộc sống, trong mọi việc thì chúng ta hãy nhẹ nhàng với nhau, tìm ra cách giải quyết tốt nhất, vừa được việc cho chúng ta mà cũng không gây khó cho người khác.